Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy chưa đăng ký để cập nhật và không bỏ lỡ những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong đây hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ Trust NFT. Thì tham gia dự án Aerodot này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Terraform của chúng mình nhé. Ok, sau khi vào đây bấm bắt đầu mình. Rồi tiếp theo bấm join Aerodot. Ở đây mọi người vào kênh group Terraform. Bấm tham gia kênh cho mình, đồng thời chat cho mình một từ. Rồi sau đó quay trở lại. Bấm vào Twitter. Mọi sẽ nhập mã captcha, tiếp theo mình nhập địa chỉ email của mọi người vào. Hello, xin chào mọi người, chào các bạn. Bữa nay là Vương làm video này để kể lại cái hành trình đi mua máy bay của gia đình Vương với lại Cú Khoa. Rồi ok, ở đây địa chỉ ví mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Vào đây mọi người sẽ cho địa chỉ ví cho mình. Sau đó gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, tiếp theo mọi người follow kênh Twitter. Bấm theo dõi kênh Twitter cho mình. Sau đó em một copy profile link kênh Twitter của mọi người, sau đó gửi vào Telegram. Ok, tiếp theo mọi người retweet là bài đăng này. Ở đây copy cái username này, sau đấy mọi người retweet. Bấm thả tim, retweet là bài đăng này. Gắn username của dự án vào. Đây, sau đây bấm tweet lại. Đồng thời bấm tweet xem. Mà sao chép là cái link retweet này. Sau đó gửi vào Telegram. Ok, join vào cái Discord. Ở đây mọi người theo bấm chấp nhận là mời cho mình. Rồi, sau đó bấm làm thôi nào. Ok, bấm phê duyệt. Ở đây mọi người theo bấm đóng này. Rồi, đầu thời bật chat cho mình từ. Kéo sang phải này, mọi người sẽ bấm vào đây avatar chỗ này. Sau đây mọi người sẽ nhớ cái username này, mọi người sẽ gửi vào Telegram. Ở đây bấm vào tôi đã follow này. Sau đấy gửi username tài khoản, đi cái Discord của mọi người vào. Bấm gửi cho mình. Ok, join vào kênh trên New Telegram. Ở đây join rồi thì bấm đôi. Rồi, follow, like và retweet là kênh kết. Mọi người sẽ mở lên. Ở đây mọi người retweet là cái bài đăng này. Đây, bấm thích này, retweet lại bài đăng. Ok, quay trở lại. Mọi bấm tôi đã follow. Rồi, và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một link red. Mọi người chia sẻ bạn bè, người thân kiếm thêm token nhé. Bấm My Menu. Ok, sau đấy bấm vào My Balance cho số dư. Với dự án này mọi người sẽ nhận được 3,5 đô token Trust NFT mọi người nhé. Ok, vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án đến từ Trust NFT. Dự án đến từ mạng BC. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.